Rồi chú mới trèo lên được. Thế trèo là phía bên này. Trời ơi. Đây là đây trong đây. Dạ. Ôi dồi. Vậy là diện đời mới trèo lên. Dạ. Rồi đến khi chừng vài năm nữa thì cái tay đây yếu là không có được nữa. À. Thua cuộc. Rồi thôi để chừng đây đâu có bay đi bán cái số được nữa không? Chú nhỉ? Ai cái lưng của chú nó bị khơm hả chú? Mình ngồi quá đó. À mình ngồi quá cái nó xanh là nó bị khơm như thế này luôn hả? Cong lưng luôn. Rồi. Thấy không cả nhà? Vâng, xin chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Su Hà TV nha. Chúc cả nhà mình một ngày mới thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc bên gia đình. Cả nhà ơi, xem video nhớ ủng hộ cho Vân một cái lượt đăng ký kênh miễn phí, nhớ like và chia sẻ để mọi người cùng biết đến cái những cái hoàn cảnh đặc biệt cần giúp đỡ nha cả nhà. À, hôm nay là Vân đang đứng ở phòng trọ là đường là Phan Đăng Lưu, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng nha cả nhà. Hôm trước là Vân đi vào ban đêm á, Vân tình cờ là gặp một cái chú hay là chú bị cục hai cái chân và chú đi bằng một cái hai bên là bằng hai cái giống như cái đòn đó cả nhà. Thì chú đi bán vé số. Hôm nay là Vân có duyên được nhờ là chú giúp đỡ cái chỉ tới cái phòng trọ chú đang ở, thành ra là họ Vân mới biết cái phòng trọ của chú. Thì bây giờ đã biết cái hoàn cảnh của chú như thế nào và vì sao là bị mất hai chân như vậy. Thì bây giờ Vân mời cả nhà là cùng vào bên trong để thăm chú nha cả nhà. Dạ con chào chú nha. Dạ chào cô. Wow. Đây cho con xin gắn cái mic ở đây chú nói tự nhiên hơn nha. Dạ. Ôi chú giờ chú đang làm gì chú? Mình soạn ra rồi mình kẹp lại. À cái đây là vé số đúng không chú ạ? À? Cô giảm âm lượng cho con chút nha. Cô giảm âm lượng cái điện thoại. Wow, cái đây là ngày nào chú cũng soạn như vậy á hả? Hồi chú hay cô với chú là đi bán vé số luôn hay là cô với chú đi bán vé số luôn? Là mình đi bán cả ngày luôn hả chú? Cơ bản là chị đi bán ban đêm. Còn ban ngày bán tiếp. Cái ban ngày họ đi bán đông á. Dạ. Mình đi thì ví dụ mình đi thì mới có một buổi mà mấy người kia họ đi. Mình tới thì cái điểm đó là mình lết vô cái người ta thọt vô người ta thọt ra cái là mình đi mất điểm người ta đi 5 điểm mình thua người ta thua chỗ đó. Dạ. Thành tối mình đi là mình cứ quằn là chừng nào mình quán hết khách đó là quay đi chung với quầy. Dạ. Bữa 11 giờ, bữa 11 rưỡi chừng nào quán hết khách. Wow. Nghĩa là chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú? Đây là sinh 1959 á. Dạ. Còn cô? 19. Cô là chắc nhỏ tuổi hơn chú hả? Nhỏ hơn 10 tuổi. Dạ, thấy cô trẻ hơn. Ủa mà chú có thể chia sẻ cái hoàn cảnh của mình không? Để cho quý khán giả người ta biết chú làm sao rồi bị mất hai chân như vậy. Thì lúc đó là hồi chiến tranh còn đấu chiến là cuối 54 đó. Dạ. Rồi chú đi chân bò là coi như là bị giảm mình là đi mất hầu chân này dập không hầu đó hổn bó chân này dài nhiễm trùng cắt hạt ngắn ngang ra luôn. Wow, nhiễm trùng luôn hả? Ừ. Chút nữa nha, những cầm cắt cái ngang đâu luôn. Như vậy luôn. Còn chân đây là hậu nó bị dập á. Dập? Dập như bây giờ ở đây thì họ bỏ được. Dạ. Sợ đó biết sao. Chiến tranh cuối năm tư là coi như người ta bị thương nhiều quá. Dạ. Là coi như cắt là nó nhanh lành. Hậu đó cắt á, có 25 ngày đâu rồi. Hậu đó thuốc của Mỹ của con. Dạ. Thuốc hay hả? Mà hậu đó là bác sĩ Mỹ là hết rồi. Dạ. Mình quê hết rồi, chỉ hậu bác sĩ Úc có. Bây giờ tôi vẫn nhớ là mạch máu trong bác sĩ Úc, người Úc. Dạ. Hậu thờ đó là người ta không gọi là Úc mà gọi là Tân Tây Lan. Là bây giờ dạ. Nó có 25 ngày ra viện. Mà hậu đó chưa biết rồi. Dạ. Quê mình đó,
mùa mưa đó, mùa lạnh tiếp cỡ 10-11 đó, mình nó nóng nổ mà coi ở trần luôn. 2 năm sau cũng ở trần luôn. Mùa mưa lạnh cũng ở trần luôn, cái chất kháng sinh nó vô nhiều quá, coi như là nóng ở trần luôn. Tới bây giờ nè, mà tôi có làm gì có dập dập về trời suốt thì cũng không có nhiễm trùng, chất kháng sinh luôn cũng bây giờ. Nó lưu lưu dự trữ trong cái cơ thể của mình dữ ha. Mà hầu đó là cách là nhanh lành. Dạ. Ừ. Cách như trong đó là bây giờ là nếu là như bây giờ đó thì họ dưỡng này. Dạ. Họ bị dập á. Dạ. Rồi hầu họ caro lấy dây buộc lại cái là cái đoạn dưới này mấy cái chỉ là hết học là coi như nó dùng dưới không dưới ngoại tử cắt luôn. Chú là quê quê của cô chú là ở đâu? Đó, Mỹ Quan đó, Mỹ Quan Phù Mỹ. À, Mỹ Quan Phù Mỹ Bình Định á. Cô chú là mình vô trong đây lâu chưa cô chú? Đây là lên đây 8 năm rồi. Wow, vô đây 8 năm rồi á. Mà công việc của cô chú là chủ yếu là mình đi bán vé số hả? Bán vé số. À. Nhưng mà chú bán là chính. Dạ. À, còn vợ là phụ. Nhưng mà ngược lại mà trời mưa gió. Dạ. Là con vợ là chính. Trời mưa gió là trường hợp mà mưa gió là coi như ở cái quán nào điểm nào là chú chỉ có trồng cái ông mưa là để chạy về thôi chứ làm sao mà đi bán được. Dạ. Mà cái chân của chú như vậy thì chú đi bán là bằng cái phương tiện gì? Dạ, xuống chi đâu hai cái đòn đấy nè, tôi lách hết cả. À, chú có xe về đây. Ừ. Xong rồi mình có hai cái đòn đây mình đi. Hèn chi hôm bữa con thấy chú là cứ vô quán là cứ đi bằng hai cái đòn á. Dạ. Đi vậy nó mệt không chú? Khó đi không? Đâu. Là buổi chiều á. Buổi chiều đi bán cỡ tầm cỡ chừng 4 giờ mấy 5 giờ, cỡ 5 giờ. Dạ. 5 giờ hơn chú đi bán là không bao giờ ăn. Mình ăn vô là mình ăn cái miếng gì vô là bắt đầu mình nách đi cái là nó đẩy lên à, là nó chịu là không chịu được. Ừ. Cái đi bán chừng nào mà về là coi như là hết bán hết khách rồi là về mới ăn. Wow. Rồi bữa là về rồi coi đi kiểm quý kiểm tiền của cái ba đó coi đủ là thiếu mất không. Có khi họ nói mẹ nó dính đầu cái rồi ăn uống nữa lúc nào cũng qua 12 giờ mới ngủ. Ôi thức khuya vậy đó chú. Ủa cô chú có mấy đứa con rồi? Thì ba đứa đó, ba đứa con gái. Ba con có chồng bây giờ nó còn long long. Dạ. Còn hai đứa con gái chưa? Còn hai con thì con học cách 12, một con là đi làm trong Bình Dương. Dạ. Rồi con ở trong đó rồi quay đi do dịch bệnh vừa rồi hay là bây giờ công ty công nhân rồi nó không bóp bên nó chạy nó làm ngoài. Dạ. Làm ngoài cuối cùng nó không bóp bên rồi cái gian đoạn nó nghỉ rồi nó tìm chỗ khác. Dạ. Rồi con em đấy chờ nó thì ở trong đó con chị xin công việc vô làm mà xin là cũng không bóp bên hay là coi như chưa được giờ hiện tại giờ nó ở nhà rồi như mấy bạn nó để rủ đi may ở quê mà rồi cũng chờ chứ bây giờ nói chung là công ty nó không bấp bênh á, giờ nó giảm công nhân nhiều. Đúng rồi, bữa nay tình hình khó khăn. Không nói riêng gì là theo mình nghĩ là mình biết là không riêng gì ở Việt Nam mình toàn cầu do cái dịch bệnh đó mà nó giờ kinh tế nó suy thoái rồi. Yeah. Chú lên đây là 8 năm rồi mà cái đợt mới lên đi bán quý sướng lắm. Ít người đi bán mà bây giờ là người đông người đi bán mà so với cái đợt dịch bệnh đó hay cho nó 20-21 nó cũng dễ hơn ngày đầu 2-4 trở lại là phải coi rất yếu kém. Yeah. Người ta làm cái gì là cũng thất bát á, như đây người ta làm rau củ quá này nọ là nó thất bát không gì mấy năm trước nữa. À, chú hồi nãy giờ con quên hỏi chú tên gì. Dạ. Chú dạ. Tên là Võ Văn Hay. À, chú Hay. À. Dạ. Mình ở nhà trọ đây là 1 tháng bao nhiêu tiền rồi chú? 1 triệu 3. 1 triệu 3. Thấy nhà trọ đây cũng rộng, cũng mới mẻ. Hồi trước là chú mới qua cũng là 1 triệu 2. Rồi anh nâng lên, nâng giá. Còn năm nay là 1 triệu 3. Dạ. Chú, vậy là chú nhà trọ đây là chú ở 8 năm tao giờ luôn á hả? Không, ở 3 chỗ rồi. Ba chỗ rồi, à, chỗ đây chỗ thứ ba. Chỗ là hơn 3 năm. Dạ. Tại vì
chú ở cái chỗ mà thể tiền cho nó nhẹ. Dạ. Nhưng mà mấy cái chỗ đó là cái hành lang nó hẹp á, là mình ra vào là nó bất tiện. Dạ. Đồ dữ hơn nữa, nếu ở trên lô chứng mưu đồ thì nó cũng được. Nhưng mà ở trên đó mỗi lần cũng đi về quê á, đi về quê lâu dạ. Lâu gia đình có việc đi về quê, ở đây ra kia chỗ kia là mình đốn khi là gần. Ở trên lô chứng mưu là coi như mỗi lần con muốn đi về để mình mua cái gì mình gửi cho con là coi nó xa xa đường. Thành ở đây bắt đầu thì tu lâu lâu vậy là cả năm có công việc gì tu về quê tết chú không về tết chú về tết chú ở lại tết nào cũng ở lại hết hả chú? Lâu lắm rồi, có từ hồi chú đi tới giờ có năm hay là hai năm gì chú về quê đâu. Có một cái năm mà dịch bệnh đó là bí lại ở quê luôn. Tết chú cố gắng chú ở lại chú ăn chú về quê. Ở đây ra đó là chú cắt chi hôm nay đầu khá sửa lại chú lết ra đường kia rồi đón chi về thở gầm. Như cô chú mình bán với số như vậy thì mình đủ trả tiền nhà trọ, đủ sinh hoạt ăn uống hàng ngày không? Tính ra thì đủ chứ. Dạ, có dư không chú? Thì dư thì nó cũng dư chút đỉnh thôi. Dạ. Tại vì cái con học hết 12, chú lên đây là 8 năm đầu, cái con mà học hết 12 rồi nó mới đi vào bệnh viện dư nó làm đó. Dạ. Từ hồi chú đi là nó học mới, cái con đó là học mới có luôn. Sau đó là cái năm đó nó học mới có lớp 8 à. À. Ừ, rồi lên chú cũng ráng cho nó học theo hết lớp 12. Yeah. Mấy con đó đúng ra là cái đợt giờ chú là cũng cố gắng cho nó đi học đại học á. Nhưng mà đúng cái đợt đó là coi như là như mùa thi mà chú bị bệnh. Chú bệnh chú bị mất thang máy á. Bệnh là lý do là mình đi mưa nắng. Cái nó về nhiễm bệnh nó sốt là coi nó sốt kéo dài là hơn một tháng luôn. Chú nghĩ bây giờ nếu mà theo cho nó học được 1 năm 2 năm bắt đầu mình không yếu sức không đi được nữa thì bây giờ nói gì học cuối cùng cũng bỏ gì trời nghĩa là coi như là nó nghĩ là thôi bây giờ nó cũng nghĩ là thôi nó cho qua luôn, nó không lưu điểm á, nếu lưu điểm vào trường á. Dạ. Cái đợt đó là coi như là trường Đà Lạt cái này mấy người ở đời người ta hướng trường Đại học Đà Lạt người ta hướng là phải bắt đầu nó đi ký trường đó cũng báo còn Sài Gòn báo như là coi như là 4 năm trường luôn rồi sau là coi như cái nó cũng nó gì nó buồn nữa rồi nó không lưu điểm á, lưu điểm là năm sau là coi như là người ta nhận không lưu điểm là mình muốn đăng ký là mình phải thi lại. À, vậy có nghĩa là em nó thi được đậu tới mấy trường mà do điều kiện hoàn cảnh là không có tiền hả? Cái thời điểm đó họ xét là cái học bạ đó. Dạ. Là đủ điểm. Mà do chú là cứ nghĩ là cái khả năng của mình là sợ đi bán số không có tiền thì rồi. Thì trường hợp này bây giờ nó đi học 1 năm 2 năm mà trường hợp là mình bệnh mình yếu rồi mình không đi được nữa thì bây giờ là cuối cùng nó bỏ giữa trường chứ bây giờ là ta nói cái gì mà ta học. À, do thì chú nghĩ như vậy thành ra là cũng tội cho con bé nhỉ. Giờ chắc đang nghĩ nó tiếc lắm rồi chú không? Con chú là học được á, cái con cái hầu là học lớp 9 á. Hết lớp 9 rồi nó có chồng rồi. Nó học là coi như là coi như cấp 1, cấp 2 là có cái giấy khen. Nhưng mà hầu đó là chưa chỉ đạt. Tính ra là coi như là đầu tiên. Nó không theo hết lúc 12 luôn. Hồi xưa là chú ở ngoài quê là mình sửa xe đạp hả? Sửa xe đạp. Wow, bị chân em mà sửa xe đạp được chú. Hay vậy? Bọn sửa xe đạp luôn. À. Thì mấy cái mà nó nặng đồ đó thì nó khó đồ đó thì coi như là vợ nó phụ. À, vậy là có cô phụ cho chú. Dạ. Chừng sau này cái làm cái nghề xe đạp bữa nay người ta cũng dẹp vào không? Nó không có thịnh nữa cái giờ chú nó mới chuyển vô đây bán cái số sử dụng xe đạp nữa đâu. À. Mấy đứa như học sinh mà cỡ chừng lúc 4 cho lúc 5 nó đã chạy xe đạp điện rồi. Dạ. Chỉ đi điện rồi. Dạ. Vậy là do vậy mà cô chú mới đi vô đây bán số. Bán số. Dạ. Còn quý ở miền Trung mình thì từ đất Nam xuống lên Ninh Thuận chạy ra tới Quảng Trị nó có 2 tờ. Đồng như đây đâu là mình bán ngày cũng trả được bao nhiêu. Dạ. À mà cô ơi, chú ba đứa con, một đứa con có chồng ở Bình Dương hả? Không, có chồng ở quê luôn. À, ở chồng ở quê. Còn một đứa con gái là học 12.
giờ đang đi làm công nhân. Còn một đứa nữa. Một đứa nữa là đang ở nhà đó, chờ lại con chị nó tìm công việc làm có hay nó kêu đi vô làm cho nó. Nhưng mà con chị là nó bốc bên. Công ty giờ nó làm thời gian cái nó sa thải đóng cửa. Chị làm ngoài. Mà làm ngoài thì nó làm ngoài, làm thợ vụ nó kiếm tiền làm ngoài nó bốc bên. Làm ngoài là trường hợp của các rủi ro gì là bị tai nạn lao động máy móc gì là cũng mình đã tránh tay, ở đâu có cái gì đâu. Làm công ty trường hợp như tai nạn lao động hay là bảo hiểm y tế rồi thì nó có, bảo hiểm tai nạn nó có. Vậy là cái hồi bé học 12 đúng không? Nãy chú kể bé mười học 12 thì chú vô cái năm mà em nó học lớp 8. Thì chú cô chú vô đây vẫn gửi tiền về nuôi con bé đó. Còn hai đứa lớn kia tự lo được. Đúng chú ha? Wow, vô đây bán cái số mà để cũng gửi tiền về cho bé nuôi bé đi học. Giờ mấy con nhỏ đây sao là cũng cho nó hết ngày rồi đó. Rồi bây giờ còn chờ con chị là dắt đi làm, quay đi công việc làm bốc bên, nó vẫn còn ở nhà đó. Rồi bây giờ nghe nếu mấy đứa bạn rủ tàu ở quê, mây ở quê, rồi nghe nói vậy rồi nó cũng chưa nhất định, chưa làm hồ sơ. Cho con hỏi là ở quê là mình cũng có nhà cửa đầy đủ không chú? Có nhà chứ. Dạ. Nhà mình ở nhà chú làm từ năm 90 giờ thì xuống cấp nhiều rồi. Dạ. Cái địa phương hỗ trợ, cái chương trình hỗ trợ là 50 triệu để làm nhà lại mà chú nghĩ đi ngủ lại là bây giờ mình chưa đủ cái điều kiện để làm. Dạ. Bây giờ làm thì mình có ít, mượn anh, mượn em, mượn bà con thì được. Dạ. Nhưng mà chú tính kỹ quá. Thôi, bây giờ mình mượn thì được, mượn thì có. Mình làm, bây giờ là mình làm sao mình trả rồi. Dạ. Quay trường hợp, chú nghĩ là không biết mình sống hồi nào mình lỡ mình. Thời gian đến mình bắt đầu ai trả nợ cho mình đâu. Tại vì xây nhà lên là người ta, nhà nước người ta cho 50 triệu nhưng mà mình phải tốn thêm nữa, rồi bỏ thêm nữa. Mà mượn cái tiền đấy là sợ sức khỏe của chú nó không được tốt rồi này nọ này kia vậy. Thì không có đủ khả năng để mà trả. Ừ, sau này là cuối cùng con mình nó lấy cái gì nó trả. Lại khổ cho con. Đặt mắt thôi, có thứ đầu hay từ đó. Dạ. Chú bị cái chân đây là cái hồi chú đi chọn bò hả? Là hồi cái lúc đấy chắc bò. Hồi thì chú còn nhỏ hơn. Hồi đó mới 16 tuổi hả? Bị hồi 16 tuổi luôn á. Mà chú vẫn có vợ. Vậy nên... 16 tuổi, tới năm 33 tuổi mới lấy vợ mà. Dạ. Vậy là ba đứa con của chú là vẫn phát triển bình thường á. Dạ. Đây là cô vợ của chú là cũng cùng quê luôn hả? Dạ. Mà sao cô chú không ở cùng quê cho nó khỏe, mình kiếm gì mình làm, bán số cũng được mà. Vô đây chi cho nó khổ chút. Bây giờ ở quê mình bây giờ khó khăn. Khó làm ăn. Số ở quê mình là có 2 tờ à. Ở đâu có lóc cái 2 tờ, cái một kim cái 20 tờ rồi. Mà cái 2 tờ giống nhau à. Dạ. Một kim 20 tờ, ở đây kim 120 tờ. Ở đây viết 12 tờ thì mình bán, có người họ sách họ mua hay họ ủng hộ thì 12 tờ thì mình nhanh. Dạ. Còn quê mình bán thì chắc ngày kiếm chừng cỡ tiền trăm chứ có đâu nữa. Như vậy là một buổi tối chú đi bán được kiếm được nhiêu? Được 300-400 không? Chú bán là coi như hầu mấy năm trước á, mới lên thì bán dễ mà. Hồi đó cho trả quý, bán còn là trả. Dạ. Cách 4 năm trở lại rồi là không cho trả một tờ. Wow, khó hả? Dạ, không cho trả rồi. Lấy phải bán hết? Lấy là buộc là phải bán hết. Dạ. Mà cái đấy thì không biết là, mình nghĩ là chắc cái đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 về tới mình đây gọi là đại lý cấp 5 rồi. Dạ. Là nó buộc mình bán cho hết, gọi nó hướng cái đồng qua hương, sẽ trả về lại nó giảm cái đồng hướng qua hương của nó. Dạ. Là, chứ không phải là công ty buộc không cho trả, mình người đó không cho trả. Không cho trả là bây giờ mình lượng, mình lấy là mua cái tâm. Trầu như mua đây là mùa mưa thất thường.
tối mà chú không đi bám được thì sâu là chú chạy là coi chị đừ luôn. Giống như chạy danh thu á. Là cơ bản là chú đi bán ban đêm mà. Dạ. Mà tối ông mưa một cái là cỡ chừng 5 giờ 5 rưỡi ông mưa ông kéo tới 9 giờ thôi chứ đi đâu mà nữa. Dạ. Mà thường thường bữa nào ông cứ sớm cỡ 2-3 giờ 1-2 giờ ông mưa, chừng 5 giờ ông tạnh thì mình còn đi được. Dạ. Mà 5-6 giờ ông mưa thì coi như quán khách á, người ta đi ăn người ta cũng đâu muốn đi ăn nữa. Dạ. Mang ông mưa ông đồ đi lộn thủng chút người ta cũng đi, quán cũng ít khách. Mà mình có chừng đó có tạnh mưa mình đi đâu cũng chả bán được đâu. Thành ví dụ mình lượng lại là khi sợ mưa gió là bán cỡ chừng 3 cây là 360 đồng. Dạ. Là coi như là tối bán còn bán một sợi bán. Rồi bữa nào mà mưa gió tối không đi bán được sáng một sợi chạy rồi trưa vòng vòng mấy quán cơm hả? Dạ. Bán mấy quán cơm. Nhưng mà chủ yếu là chú bán ban đêm, còn cô là bán ban ngày. À, mà chú cơ bản là bán quán thôi, quán cà phê ấy. Dạ. Hay là quán bún hủ cửa nào lớn chứ dọc đường làm sao mình đi bán được. Dạ. À, dọc đường người ta đi dạo như cô rồi đi dạo cho chúng rồi bó tay. Dạ. Mà mưa xuống cái chỉ có biết trồng mặt cái ông mưa, nếu mà mưa không đi được mưa ở lỡ mà ở quán có mưa lớn thì trồng ông mưa là chỉ chạy về thôi chứ làm sao mà bán được. Dạ. Cái đây là chú tới đại lý chú lấy xong rồi chú trả tiền luôn hả? Rồi cái đây là thuộc về của mình luôn á. Bán hết hay không là lỗ hay không là của mình á, mình lãnh hết luôn. À, như vậy mà con tưởng đâu là chỉ có mình tới mình lấy xong rồi mình bán rồi mình ấy thôi, do mình lấy tiền lời thôi, do mình trả lại tiền gốc đó. Không, mấy năm trước nó còn cho trả. Dạ. Là mình ráng mình bán, chừng nào bí lắm là mình mới trả. À. Trả mà hồi đó còn trả là trước 3 giờ rưỡi nó mới nhận, chứ còn bắt đầu 3 giờ 40 rồi là không nhận nữa. Dạ. Ừ. Còn bữa nay là thôi khó luôn. À, không cho trả là bây giờ mình lượng ra. Mình lượng cho trời mưa gió mà tối không đi được là sáng ngày mình xeo mình chạy không hết. Mình bởi sử dụng mình ôm chừng 50 tờ là coi như là 59 là 45 450 rồi, còn đâu nghe mình phải đi 2 ngày mới bù lại được. Wow. Mà bữa đi ở trên Lâm Đồng mà mùa mưa nữa. Mà mưa thất thường. Dạ. Mà mấy năm trước hầu chú lên không phải mưa như nay đâu. Mấy năm trước đâu mưa như vậy. Dạ. Mưa là thường thường là có những trưa chiều là mưa. Còn trường hợp có ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới mà nội nọ bão rồi mới mưa trong buổi sáng rồi, chứ giờ mưa thất thường lúc nào cũng muốn mưa hồi nào cũng mưa mà năm nay mưa thất thường có cái mưa muộn. Chú bán số là chủ yếu là trong mấy quán nhậu rồi quán cà phê, rồi mấy quán đó lớn rồi mình vô cố định mình bán đúng không? Đông người mình bán. Nhưng mà nằm ở trong khu vực Đức Cộng đây thôi đúng không? Đúng. Chú đi quần quần đây xuống đường Thống Nhất rồi đây rồi đi đây lên vô Lô Chứng Mư rồi. À. Ra từ ngã ba sân bay. Còn buổi sáng sân bay Lân Khương là xa lắm không hả? Buổi sáng là coi như là bữa nào mà tối mưa quý bán không được rồi buổi sáng chú chạy ra tới thì đụng Bồng Lai luôn á. Ồ ra tới Bồng Lai luôn á. Rồi có đi chợ bán không? Chợ Đức Trọng á? À, không, chú không có bán chợ. Tôi chú cơ bán là chú bán mấy quán cà buổi sáng là quán cà phê, dạ. Quán bún, quán phở nào lớn rồi đó. Dạ. Khách. Là thành chú là có nắng cỡ nào là trưa nắng cỡ nào chú cũng đi được mà sợ mưa. Dạ. À, mưa là bó tay. Thành ra do chân của chú nó bất tiện. Chú vợ chồng chú bán vậy số không biết gì rồi. Tương lai mình định sau này chừng nào mình đi về quê. Cái đó cũng không đoán được. Chưa nghĩ tới chút. Nói như ông thích Minh Tệ. Dạ. Thầy thích Minh Tệ. Cứ đi biết vậy thôi. Thì thích Minh Tệ nói là coi như là ai hỏi chứ giờ đi đâu rồi về đâu rồi ẩn chỗ nào tu chỗ nào biết đâu bây giờ đang nói ra chút nữa chi động mắt biết đâu nó. Ông nói. Dạ. Chú nghĩ là từng vài năm nữa cái tay đây mà không coi ấn đi yên kia là coi như cái tay đây diễn tay lái mà không lên nổi nữa thì nghỉ luôn chứ làm gì. Dạ. Hình như hai cái tay của chú nó có yếu không? Nó có ảnh hưởng cái chân không? Thì cơ bản là dùng cái tay này, tay đó là ấn đi yên kia, tay đó là diễn tay lái cái mình chạy trèo lên
Chứ không phải chú cô mà đỡ lên hả? Đỡ mình lên xuống tướng chỗ mà đỡ. Thí dụ như ở nhà đây đi không đỡ cho đi, mình đi quán rồi mình lên ai đỡ cho mình? Ủa vậy? Thấy chú bị vậy thấy tội thiệt chứ, bắt tiền nhờ. Nhưng mà chú còn cố gắng đi bán cái số rồi nữa. Thì mình còn đi được thì cố gắng mà đi. Mà từ hầu lâu đâu, ở quê chú cái tâm nguyện chú nó khác. Chứ bây giờ ai, bà con, anh em gì đó hay gì, thôi ông ở nhà, ông làm chuyện, ông ở nhà đi cho, tôi cho ông ăn sống qua ngày, không bao giờ tôi chịu. Bất cứ tôi làm chuyện gì được, là tôi vẫn còn làm. Chứ nghĩ là ngầu không đấy mà đi cho ăn để sống qua ngày là không chịu. Chú có một sự rất là bản lĩnh luôn cả nhà. Ba mẹ chú còn sống không? Mất lâu rồi. Mẹ chú mất rồi. Đi hai mấy, hai ba năm rồi. Còn cha là mất ở đây 2008. 2008. Anh đây là 16 năm rồi. 24 là 16 năm rồi. Nhà chú là anh em đông không? Anh em hả? Anh em là chỉ có ba anh em thôi. Mà hầu cha mẹ sinh ra nó y vậy á. Ba anh em mà chú lại thứ ba. Thứ hai là hầu nghi nó có sinh ra cũng hình dáng mà coi bị bệnh là trong nửa tháng là chết. Là mất. Nửa tháng là mất. Rồi còn lại là ba anh em trai. Chú là lớn, rồi một thằng là thứ 4, một thằng thứ 5. Mà cái thằng thứ 4 á, con của nó, một con lớn, hai thằng. Mà cái thằng là coi như là nay là ba mấy, là ba mấy tuổi. Mà sáu là ba, mà sáu ba bảy rồi. Yeah. Mà nó chưa lấy vợ. Nó vẫn còn đang học. Yeah. Nó là từ học tới học luôn, giờ nó còn vẫn đang thì còn. Nó chuẩn bị là chuẩn bị một hai năm nữa là nó lấy bằng tiến sĩ rồi. Cha mẹ nói lấy vợ nó không. Học chừng nào hết chương trình của nó là nó vừa học vừa làm. Ham học à? Ừ. Nói chung là coi như là con cháu đứa nào ham học đó. Wow, con thấy chú lấy giấy số gì nhiều ghê luôn á. Cái đó là cái cũ để mình kẹp á. Kẹp ở đầu nè. Cái cũ đi đỡ kẹp ở đầu á hả? Ừ. Xong rồi chiều nay là chú bán hết một cái lô này luôn đúng không? Ừ. Là bao nhiêu tờ chú? Tối đi rồi còn mai đi tiếp á. Rồi mình phải được 450 hả? Kẹp cái đầu nè. Dạ. Nè cũ kẹp cái đầu á. Vậy là mình lấy về mình còn soạn ra vậy nữa hả? Không, là người ta lấy về là lấy xong ra người ta đi bán. Có khi giờ có trúng cái giải hai số, có người gõ cũng nhớ luôn. Còn chú muốn là chú lấy rồi chú mới ghi cái số hết lại. Mình bán thử là trong ngày đó mình bán có trúng cái giải gì không. Cái giải là 100 nghìn hay là 400 nghìn, cái giải 1 triệu, cái giải mười mấy triệu của giải. Là biết sao không? Người ta trúng mình mới mừng. Yeah. Mình mới biết, mình lưu lại mình mới biết. Người ta trúng là mình mừng. Yeah. Không phải mừng gì mà có trúng người ta mới mua. Yeah. Chứ còn mấy người kia bây giờ họ bán du gì họ đâu biết trúng hay không. Có khi giải hai số họ cũng không nhớ luôn. Còn đây là chú phân ra hết rồi. Có khi này chú bán cái số này mà chú trúng số. Hồi giờ mấy năm nay chú bán trúng rồi. Trúng là cái giải là coi như là lâu rồi. Còn cái giải mà 100 ngàn, 200 ngàn đấy thì lấy đây. Vậy là chú cũng có trúng. Còn chú bán là có người hỏi cho. Bây giờ biết cái lớp nào trúng giải đặc biệt không? Bồ Phật á. Chừng nào mà coi quay số rồi mới quay số rồi mà dám nói chứ bây giờ đi. Số đây số kia coi trúng mắt mua đi. Coi người ta giả cái mỏ rồi. Còn có người hỏi chứ. Khi này ông bán
bà bán trúng giải đặc biệt bao nhiêu lần, có người họ người lau khoét họ đi tôi bán trúng mười mấy lần. Còn chú là chú không có nói vậy? Không, chưa bao giờ chú bán trúng giải là coi như là sáu số giải năm số khoảng 30 triệu, 15 triệu, 10 triệu rồi lại đây. Còn giải đầu bèo là chú chưa bán trúng lần nào? Còn có người thì họ nói khác, họ nói họ bán trúng bao nhiêu lần rồi, mười mấy lần rồi. Mà có người họ nói ông bán trúng giải đặc biệt, bà bán trúng giải đặc biệt mấy lần rồi, tôi không mua nữa đâu, tôi mua người khác. Lâu lâu người ta mới nghi người bán trúng lần, ông đã bán trúng rồi, tôi mua người khác cũng mua. Thành ra thì chú có sao chú nói vậy thôi. Hả? Chúng mình cứ mình lâu bán, làm gì? Bán thật là được. Còn gặp mấy cái qua thanh niên ấy, thí dụ như còn tay mình nắm mấy chục tờ, nó đi gỡ hết cái tờ đầu ra, nó đếm xong rồi nó đi số 65 hay 67 hay bị mấy tờ vậy. Dạ. Thì nó đi chú đếm lại, không chú đếm được rồi chứ chú cũng đếm lại không, chú đã ủng hộ cho chú mà bây giờ là coi như hấn liệt cho Biên Giang làm gì mà chú phải đếm lại, chứ là coi nó cực khè cái nó đưa tiền rồi. Con người bán ví dụ như 5 tờ đưa tôi đếm lại làm người ta khó chịu, người ta làm khác, người ta thấy là người ta không muốn mua rồi, thì mình coi như là coi như hòa đồng với người ta thì người ta cũng coi như hòa đồng với mình. Khi nào chú bán chú bị mất không? Cũng có mất nhiều không chú? Không mất nhiều, chú chỉ bị 2 lần thôi, do thằng kia nó lừa. À, vậy mà cũng có người lừa ấy. Lừa cái thằng đó là sau cuối cùng bây giờ là nghĩa nó là ở trên xã Liên Hiệp, thằng đó là công, mấy năm trước nghe người ta nói nó là thằng công, chú nghĩ là thằng công ốm đúng không? Nghe thằng công thì nó ở dưới chỗ cái đa kia, nghe có thằng công mà làm gì có thằng công nào kêu lấy quý, chẳng qua là thằng đó giá công thôi, mà đúng ra thật sự nghe chính xác là nó ở trên xã Liên Hiệp, công đúng thật sự công luôn. Mà nhà nó là nghe nói là xi mấy mà loại tốt á, 4-5 chiếc. Wow. Nó lừa vậy này, mặc cái áo khoác á, lúc đầu đưa cho quý cho nó coi, mình mất chú ý, người nào mất chú ý là bắt đầu nó lôi cái áo này. Trời ơi. Ừ. Coi như là nếu người nào mà coi như là cứ hai con mắt dán vô là theo dõi á, là nó thả quý mình vừa rớt dưới đất, giá đò làm rớt, cái cuối xuống luôn là bắt đầu nó lôi. Ờ. Không? Nó lái được, thí dụ bây giờ bữa đó mình nó lái được 100 quý ha. Yeah. Là về cho vợ con nó bán 100 quý là nó được cả chiều lẫn chài, 100 quý nó được 1 triệu. Yeah. Hả? Đấy. Còn bữa nào mình nó lừa nó lái được là 300-400 quý là đem sang đại quý cho người khác 80 thì hồi lũng liền. Vậy chú mất 2 lần đi, mất nhiều không? 2 lần đó. Mất nhiều một chút. Mỗi lần là 4 mấy tờ. À, vậy là cho được 100 tờ đi. Nó lồn vô đây. Lấy. Chú bị gì mà nó cũng đi đâu lừa lách cho bằng được. Đâu có chừa ai đâu. Ờ. Mới hôm nay đây nè, hôm nay đây có xuất hiện. Nghe nữa mấy người gặp rồi. Có một cái con, nó đai một đứa con thụt bụng, một đứa ngọc xương lưng. Nó cũng thấy mấy người bạn quý á. Chở cả ban ngày luôn, nó cũng lừa. Ban đêm nó cũng lừa. Thế là nó quét tay lại là coi như là nó mua đồ, là coi như không chú ý không quan sát á, cái nó thọc vô cái khối đây cái con nó đây. Ừ. Mà chú ý là nó thả quý cho rớt xuống, thì mình cúi xuống mình lộn là nó lòn vô. Ồ, là nó nói là coi như bữa ban ngày mà ở quê Bồng Lai quán người vừa sale héo mặt luôn, lấy người 40-50 vậy đó. Ờ, lấy về chắc bán á. Ờ, thì nó lấy nó đi bán, thí dụ bữa đó mình nó lấy chừng 100-150 tờ thì nó bán 1.500.000 nó kiếm 1 triệu, mà lấy được 300-400 tờ nó đi sang lại với 80. Vậy là cái đứa con gái đấy là ẵm đứa con trước. Ờ, đứa con là ai trước bọn đây đứa sau nữa, đứa chở sau nữa mà đi lừa vậy á. Ờ. Vậy là chú bán đi mà cũng bị mất nhỉ. Hôm nay là chú ở đây được nhiều người người ta hỗ trợ đồ gì không chú? Gạo, dầu ăn, mắm muối rồi gì không? Thì đó thỉnh thoảng trên chú đi bán rồi mấy cái cô làm ở thì hỏi người có tập ở chỗ Đức Trọng nè. Dạ. Rồi
mấy cô đó là mới lâu lâu tới được có gì hỗ trợ gì đấy không mới gọi rồi tới điểm nào đó rồi coi nó cô kêu ngày 15 hàng tháng là hộp để thanh hoạt dạ. Hộp thanh hoạt là nói công chuyện có cái tin gì diễn biến như thế nào sao sao đó dạ. Rồi theo với Marconi sau chú đi băng quý mà cứ tháng nào cũng hộp thì nó cũng khó khăn thôi, 2-3 tháng là có mạnh lòng cũng được. Bốn giờ chuẩn bị là chú đi bán hả? Giờ là còn bán là còn phải 5 giờ, cho 5 giờ. Vậy là trước khi chú đi bán là chú không có ăn uống? Không. Mình đói. Mình đói. Từ mấy giờ là chú về? Thường thường là không trời mưa chú bán hết là mấy giờ chú về rồi? Chừng nào mà quán hết khách rồi. Ui, quán hết khách là phải 11-12 giờ ấy. Quán hết khách rồi, chỗ nào quán hết khách rồi thì không còn dùng quán không còn người nữa nè. Vô vậy cái thời gian mà từ 5 giờ tới 11-12 giờ đêm vậy, chú có đói bụng lắm không? Nó quen rồi. Vậy suốt đầu chú có đi như vậy rồi, sao chú bán được cho nói rồi. Còn buổi sáng ấy, buổi sáng là chú cũng không ăn, buổi sáng là uống một ly một cốc rồi đi. Buổi tối mà coi như là vô gặp chỗ nào mấy cháu thanh niên nó đi thôi ngồi ăn miếng là phải có 9 giờ rưỡi cho lên chúng mới dám ngồi. Dạ. Nhưng mà lo là bán ngốt quý là rồi mới dám ngồi. Cái tầm mà có 7-8 giờ rồi mà ngồi đó là người là coi như là cà cơ là có nhanh nhất cũng mất nửa tiếng. Nửa tiếng đó là cái thời gian đó là khách ở quán nó đã thua dòng rồi. Dạ. Mình hao cái miếng ăn cuối cùng là coi như là nó ảnh hưởng cái công việc của mình. Dạ. Từ 9 giờ rưỡi trở đi là mới dám ngồi. Đấy. Còn có đứa nó đi là uống ly chú, có thằng nó biết rồi nó đi mày cho chú ăn chứ không có uống đâu mày giữ chú uống bia với rượu là không, chú không có bao giờ rồi. À, hồi xưa giờ luôn hả chú? Không. Thanh niên giờ mình không có uống bia rượu luôn. Nhà chú ba anh em á là hai thằng em á thì bia rượu nó có uống nhưng mà không phải là nó uống bởi uống bà. Dạ. Uống vì ly rượu ly bia tình nghĩa, còn thuốc á, hút là hai thằng em cũng không bao giờ. Thì bây giờ sinh ra thằng em thứ bốn á, hai thằng con của nó là giờ coi như cái thằng mà còn đang học Sài Gòn chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ đó, nói rượu bia cà phê là nó không biết tấu, không chỉ biết học thôi, học nó là học cái chứ. Dạ. Ồ, vậy là chú chịu khó lắm cả nha. À, hồi nãy giờ qua cái hoàn cảnh của chú kể thì Quang thấy rất là sự thật luôn cả nhà, cũng giống như là hồi bữa Quang đã gặp ở ngoài quán rồi cả nhà. Quang vô là Quang thấy cái hoàn cảnh của chú rất là tội luôn. Chú bị hai chân như vậy, bị khuyết tật như vậy nhưng mà có một cái nghị lực rất là phi thường luôn cả nhà, để mà kiếm từng đồng mà lo cho con cái đi học. Chú một mình chú mà đi bán vé số mà lo cho mấy đứa con luôn ha. Trời ơi, hai vợ chồng chú á mà lo, cố gắng lo cho ba đứa con vậy. Thì câu cố xưa là nói một mẹ nuôi 10 con nhưng mà 10 con nuôi một mẹ thì tính ngày tính tháng. Dạ, đúng rồi. Kiểu vậy mà, cổ dạ. Xưa hầu giờ. Dạ. Ủa, mấy đứa con có hay vô đi thăm chú không? Nó ở nhà thì ít. Dạ hả? Chứ cũng không có điều kiện nữa mà vô thăm chú không? Chứ đi rồi bỏ nhà bỏ cửa rồi đó. Dạ. Bữa nay là chú bán số là chắc mấy đứa con nó lớn hết rồi, thôi cho chú đâu gỡ tiền về nữa đâu anh. Cũng có cho cái con nó chưa đi đi làm xin công chuyện làm được đó. À, mới đi học 12 đây ta. Vẫn hỗ trợ hàng tháng. Ừ, dạ. Wow, vậy là cô chú là giỏi á. Dạ. Rồi nó nói là một ngày cỡ chừng 30 ngàn con đủ sống rồi. Sáng ăn mì tôm, tối ăn mì tôm. Trời. Cả nhà ơi, mình muốn đến thăm trực tiếp hoàn cảnh của cô chú thì mình đến nhà trọ số 52 Phan Đăng Lưu, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng nha cả nhà. Mình muốn đến thăm trực tiếp, mình muốn hỗ trợ quà cho chú để cho chú đỡ một phần nào đó thì mình cứ đến trực tiếp chú nha cả nhà. Còn không là cả nhà mình không đến được thì có thể là liên hệ qua số điện thoại của Quang sẽ đem cái phần quà đó gửi tặng cho chú luôn cả nhà.
Qua cái hoàn cảnh của chú là Vân thấy rất là, chú kể rất là chân thật luôn á, và thấy cái hoàn cảnh của chú rất là tội luôn. Cả nhà mình xem video nhớ ủng hộ cho Vân một cái lượt đăng ký kênh, nhớ like và chia sẻ cái hoàn cảnh của chú để cho mọi người cùng biết đến rộng rãi, để cho quý mạnh thường quân có thể giúp đỡ cho chú được cái phần nào. Ví dụ như là chú có thiếu về cái gạo mắm muối dầu ăn rồi gì không chú? Thì nói chung là thiếu chứ, nhưng mà mình phải thiếu thì thiếu chứ, mà mình phải bươn chải chứ. Dạ. Thì quý cô chú anh chị mạnh thường quân mà có muốn giúp đỡ cho chú thì có thể là giúp đỡ gạo mắm muối dầu ăn hay là tiền cũng được. Tiền thì mình có thể là chú về cho tự mua ha, mua dầu ăn mắm muối cũng được. Ở đây là chú cần dầu ăn mắm muối gạo rồi hàng ngày để mình ăn uống không chú ha? Dạ. Chú có uống sữa đồ gì không? Hồi nãy nghe chú nói sáng là chú uống ly ngũ cốc. Ngũ cốc rồi hả? Ngũ cốc đây cái chỉ mua cái bì hả? Bì để bao nhiêu tiền chú? Ngũ cốc, bì ngũ cốc loại đơn đơn đó mà. À, nó gọi rồi. Là bì ngũ cốc trái đào á. Vậy mua loại rẻ tiền. Gói nhỏ nhỏ cỡ 3 ngàn mấy gói. Ừ à. Ừ, Quang cũng xin cảm ơn cả nhà nha. Cả nhà mình muốn đến thăm chú thì mình cứ đến cái số nhà là 52 Phan Đăng Lưu, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để mà thăm trực tiếp chú luôn nha cả nhà. Còn không là không đến được thì cứ liên hệ qua số điện thoại của Văn nha cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video tiếp theo. Wow. Cả nhà mình xem này cả nhà. Ồ, cái đây là chú là hàng ngày chú phải đi như thế này nè cả nhà. Đây là chú đi bán cái số là như thế này nè cả nhà. Còn cái đây là cái xe của chú này. Xe đây là ai hỗ trợ chú vậy? Chia ra gấp từ Sài Gòn rồi. Là ai hỗ trợ chú hả? Hầu cũng do cái ông kia. Ồ vậy hả? À vậy là có mạnh thường quân người ta hỗ trợ chiếc xe đây cho chú này. Ồ bây giờ là chú mỗi lần chú đi bán số là cứ chiều lại chú đi bán số là chú phải treo như thế này nè cả nhà. Đấy. À. Ồ, mỗi lần thấy chú treo sao vất vả nhỉ. Rồi. Chú có cần con giúp không? Để... mỗi lần không có ai, không có ai vợ của chú đi bán cái số rồi là chú phải một mình là đi như vậy cả nhà. Tự một mình là trèo lên như thế này nè. Wow, chú tự đẩy cái xe ra ngoài xong rồi trèo lên như này. Wow, công nhận cái tay của chú mà đi hai cái chiếc đòn mà nhanh, rất là nhanh luôn á cả nhà. Ôi ôi thấy cọ ghê luôn á. Đó, có nghĩa là chú phải lùi cái xe ra như thế này rồi chú mới trèo lên được. Cái thế trèo là phía bên này. Trời ơi. Vậy là trong đây. Dạ. Ôi ôi. Vậy là diện đời mới trèo lên. Dạ. Rồi đến khi chừng qua năm nữa thì cái tay đây yếu rồi, không có được nữa. Thua cuộc. Dạ, thôi để chừng đây đâu có bay đi bán cái số được nữa ha. Chú nhỉ? À cái lưng của chú nó bị khơm hả chú? Mình ngầu quá. À mình ngồi quá cái nó xanh là nó bị khom như thế này luôn hả? Cong lưng luôn. Trời ơi. Thấy không cả nhà? Chú bị khuyết tật mà hả? Có một cái nghị lực rất là phi thường luôn á. Cái tay chân của chú là cái tay của chú làm rất là nhanh luôn cả nhà. Trời ơi, ủa chú lái thì cứ vẫn lái bình thường, hai tay giống như người bình thường vậy thôi. Dạ. Sao một tới mấy quán đồng đồng kia. Dạ. Tới mấy quán đồng đồng thì chú dừng lại, chú đi trèo đi xuống. Rồi chú bán xong rồi cái chú lại trèo lên nữa. Mình qua mới có một điểm cái mình mới vừa dừng xe là mấy người kia đi bán cái giọt tới cái chạy vô trước. Vô trước đầu nữa là tới chân mình lo. Mình lo mò mình đi xuống. Cái vô mình bán được cái miếng nào. Mấy người đấy họ ra họ đi 3-4 điểm rồi mình chưa mới cần điểm mà. Thua chỗ đó. Dạ. Đó. Mà chú bán là cơ bản là nhờ mấy cháu thanh niên. Dạ. Còn thực tế ra nói mấy anh tóc ở bạc đậu lạy trăm lạy anh không dồn. Anh chờ mấy con 35-37.
Dạ. Ra đây, kiếm quay lại luôn. Trong tay. À, vậy là mà chú phải nhờ cái lực cái tay bên đây này cả nhà. Chừng hoài năm nữa là nó yếu quá, không lên được nữa là thua luôn. Chừng đây thôi chứ khỏi đi bán vé số luôn ha. Ở nhà hả chú? Mà chú ở nhà biết cái tự nhiên mình hồi giờ mình đi bán vé số nó quen rồi đúng không chú không? Mà mình ở nhà cái đồng khó chịu đúng không? Đi thì ấy mình đi rồi thờ mà lúc mình bán vé số rồi rảnh rảnh rồi gặp mấy anh lớn lớn rồi. Dạ. Rồi mình nói chuyện ngoài thằng kia rồi. Nói chuyện xã hội rồi chuyện thật sự rồi đấy. Dạ. Nó quý. Cũng mình ngồi thúi thúi ở nhà này, nó buồn. Dạ. Rồi vậy là tối nay là không có mưa nha chú. Chú tối nay là chú đi bán hết vé số luôn á. Là thoải mái luôn á. Bây giờ trong trong là chút nữa ông hay có gì 5 giờ 6 giờ em mưa. Cho chú 1 tắm đi nè.